Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình cùng với anh Thắng đi vào đây để mà làm hộ nhân dân ở trên này làm cầu ấy. Ngày hôm nay mình lại phụ trách nấu cơm thôi. Đây là nhà trưởng thôn này. Hôm nay sẽ nấu cơm ở đây. Trưởng thôn này đi vào trong rồi. Hôm nay mình sẽ ra đây để mà hộ mấy chị em ở đây nấu cơm. Anh Sử tiếng hộ nấu cơm nhé. Anh vừa xem cái này là cái này là anh cứ xem cái đấy đi. Bản sắc dân tộc đấy, có điều rất là ngon. Em xuống đấy, em xuống đấy xem là có gì không. Đấy, bây giờ bắt đầu cá đây này. Cá với thịt cá hôm qua em với anh Thắng mua ở trên quán bà đấy. Đi xuống quận Bình Tân là mua cá này xong rồi từ hôm nay vào nấu luôn. Hôm qua anh Thắng mua này hết 800.000 tiền cá này này, cá suối này này. Còn cá suối này. Đây thì lượt, sáng nay mình mua. Ước là đang phụ bếp nhá. Đấy. Là làm bếp thôi. Mài tí rồi nhỉ. Đánh thẳng cái này. Ra đến đây đây. Tầm khoảng mấy mâm anh nhỉ? Chắc là phải đi tí là thấy anh trưởng thôn bảo là mấy mâm? Bảo là 8-9 mâm phải đi mua đồ. 9 mâm à? Ừ, phải đi điện xong là đi lấy tí đồ. À, lấy đồ ngoài vào thêm nữa. Ừ. À, cái này dùng cái làm cho nó phần đồ đấy. Có ý khác này, có giả làm thật quả. Cái này ra nó không có lông ấy đâu mà. Mình cạo qua là được, không sao. Không ngủ được. Làm làm thế rồi. Hả? Làm làm. Nhưng mà tí là ăn ở tại nhà trưởng thôn luôn đúng không? Cái này thoải mái, đủ 8-9 mâm. Cái này thì mình nấu canh măng chua. Mình không nấu cá này, nấu măng chua ngon rồi. Cá này anh em ngủ lại tí. Thịt này thì rim cà chua. Lá ta nhiều. Mua một đốt. Đéo con nâng. Quá xấu quá. Bây giờ con muốn mình cho. Anh bổ cá nhá, tí em làm cái món thịt kia cho nhá. Thịt lợn đấy. Đấy, hôm nay anh làm đầu bếp cùng. Anh tên gì nhỉ? Tên Khé. Khé à? À. Anh sinh năm bao nhiêu? 90. À thế ôi, bằng tuổi, bạn bè thôi. Mình 90. Được mấy cháu rồi? 4. Nhà bạn ở đoạn nào? Ở đoạn mấy kia. Ở ngoài này à? Nào kia. À. Hay đường bê tông vào kia à? Đấy, cá này là hôm qua anh Thắng mua ở trên Minh Tân nhá. Quán bạ đấy. Hôm qua là mấy anh em đi dọc đường nhìn thấy là mua vào đây để mà nấu cơm luôn. Toàn cá ngon, cá suối ấy. Có cả chạch chấu này. Đây thịt lợn vừa rửa xong là tí thịt lợn này luộc này. Sáng nay anh Thắng mua vào này. Thịt lợn là đen. Hay nấu cơm mà anh? Nấu cơm. Nấu nồi to này là phải biết nấu đấy nhỉ anh nhỉ. Không là cháy đít như chơi. Đấy, hôm nay mấy anh em là nấu cơm. 4 người nhỉ? Tổng là 4 người. 4 người. Cả một chị nữa, vợ anh trưởng thôn. 5 người. Hôm nay tầm chục mâm nữa nhỉ anh nhỉ? Cái này là nấu cơm đúng như kiểu là cơm
bộ đội đây nhá. Đấy, nấu nồi to đây anh. To đấy, hoành tráng. Nhiều người là không biết, không nấu được, em không nấu được nồi to. Không nấu được, cái này phải đúng. Đấy, nấu rồi. Nói chung là phải biết nấu cơ. Nếu mà không biết thì cháy đít ngay. Đấy, nấu rồi để cũng củi kiểu này. Đây, đây là đậu đố luộc này. À tí đây, cái này xào thôi. Xào. Đậu phụ thì rim. Sốt cà chua. Ngon đấy. Cá này tí sẽ làm nấu với măng chua nhá. Cá này bây giờ ở đây là nói chung không có gì nhỉ, hiếm rồi. Có ở dưới suối, dưới máy quay rồi, suối cũng có này. À, suối dưới này vẫn có cá này à? Có cá này. Ở đây có hay đi bắt được cá này không? Cá này cũng có này. Ở trên quản bạ nhiều lắm. Hôm qua đi thấy họ đi vớt được nhiều. Thế họ câu ấy. Họ câu làm cái rổ họ vớt lên ấy. Đấy, bây giờ mấy anh em là ở dưới kia nó chật quá nên là lên nhà trên anh này mổ mổ vịt này. Nước sôi chưa anh? Cho củi vào tí là sôi ngay. Vịt là tí làm lông đây sạch căng xuống đấy luộc chứ hay là luộc đây luôn? Luộc đây luôn. À luộc ở nhà này này. Làm đây luộc đây luôn à? Ờ tí ăn cơm nhà này này. Ăn cơm nhà nào? Nhà đây chú kìa. À không phải ở nhà trưởng thôn à? Không, ở dưới là hẹp quá không đủ bơ. À thế là ăn cơm ở nhà này. Ở dưới này. À. Nhà công an viên à? Ờ. Nhà xây này à? Ờ. Được rồi. Mười mâm bốn con là đủ mà. Thoải mái. Còn là thịt lợn nữa. Đây em hộ nhổ. Ra nhanh mà nhờ. Nóng quá. Vịt này to đấy nhờ, béo. Bên này được đấy, bên này chưa được. Ây da, cái sao này. Bên đấy ông kia cho nó ông cà thù. Không, bên đấy là một con hai người nhổ. Còn đây là mỗi người một con. Sạch quá nhờ. Vặt sạch chưa? Sạch rồi. Ừ. Em mổ thôi.
con này còn một tí à. Đấy, bên này thì mấy anh em đang vặt lông bên này. Bên này được chưa? Có một con à? Xong là mổ một loạt thôi. À tí lấy lòng vịt này mình xào với đậu kia đấy. Đậu đố. Đấy, vịt mổ xong là cho vào nồi luộc luôn ở đây này. Vịt ngon nhờ. Thịt nó đỏ au rồi. Thịt đỏ nhìn giống y hệt thịt trâu luôn. Đấy, mình vừa hồ mổ vịt trên kia xong rồi là đi xuống đây. Thế sao cô nhá? À vót thêm đũa à cô? Không đủ à? Đây cô đang vót thêm cái đũa này. Vì đông người quá không đủ nên là vót thêm. Đây là thịt lợn này. Thịt lợn này tí rim với cà chua à? Vâng, cả đậu phụ đấy. Đậu phụ thì dí trần thôi. Trần qua nước sôi xong là ăn đấy. À đậu phụ trần à? Thế là nguyên thịt này là rim với cà chua. Đấy chị đang thái. Thôi em định thái nhưng mà lại lên hộ mấy anh em vặt lông vịt ở trên kia. Xong rồi chị ạ, bây giờ đang cho vào luộc rồi. Đây nồi cơm này, bây giờ là lấy xuống ủ đây này. Ơi, thịt luộc nhá, lợn bản luộc này. Lợn này là với mẹ anh đi mua ở ngoài về, mua lợn bản. Hôm nay là chợ phiên nên là có lợn. Phải mua ruộng á? À? Nhà chị là có mấy cháu rồi chị? Hai cháu à? Thế là ngày xưa mình ở tận đâu xuống? Ngày xưa thì anh ở trên vùng cao Phù Niềng ấy xuống, không ở đây thì anh nghèo lắm. Ở chỗ ở trên Phù Niềng kia. Phù Niềng à?
Đây là không có đất làm thôi mà. Vợ chồng lấy cho có đồng mới mua đất để khai phá ruộng. Chị là làm ăn giỏi đấy nhờ. Thế nhưng là chị ở đây thôi à? Không, chị ở Linh Hồ cha. À, tận trong Linh Hồ. Cũng cùng dân tộc. Cùng dân tộc. Có mỗi người một cái quê khác không? Quê thế là nồi cơm này. Chắc chín rồi nhờ chị nhờ. Ừ, chín rồi đấy. Chị ngon đấy. Đưa em cháu nó nấu hơi nháo một tí. Nháo nuốt dễ hơn. Em sợ cháy thôi. Cháy thì khó, hơi khó ăn. Cái này nó nháo một tí thôi. Này người phải biết nấu mới nấu được đấy. Còn bình thường như người không biết nấu, nấu là hỏng hết. Hỏng cả nồi luôn. Thường thường vẫn đi làm bếp nấu cưới cho người ta mà. À, chị á? Đấy, em mới thở nhìn thấy chị là nhanh nhẹn là nhìn em biết rồi. Em biết là dân đầu bếp rồi. Qua lười đi, lười đổ, đổ cái do đi được không? Lá chuối này để thái thịt à chị? Không, nhưng mà thái để một lá thái được, còn cái này để cho chị nó lấy thịt, vớt thịt ra. Ừ, là vớt vào đây. Chị vớt ra cho em, tí em thái được không? Được mà. Chắc chín rồi đấy. Tí em thái cho. Chín chưa? Thịt chín chưa? Chín rồi đấy. Nếu mà không muốn ăn dai thì cho nó luộc sôi một lúc nữa. Kiểu con lợn này nó hay già. Với lật một lần chắc được rồi. Muốn ăn ngon thì lấy cái nước đấy đổ vào nấu cũng được. À nước luộc thịt nhỉ? Ờ. Vâng cũng được mà chị. Nó có cái mỡ. Cá kia thì ngon lắm, cá suối kia thì nấu măng chua thì tuyệt vời luôn. Đi vớt à chị? Đi vớt đấy. Ở suối trên này chắc cũng chưa có nhiều nhỉ? Trên này có ban đêm thì con nó đi soi mới được. Ừ. Ban đêm nó đi soi à? Ừ. Quá lộn xộn. Đấy bây giờ măng chua này sẽ nấu với cá này. Rồi đảo qua măng chua nhá, đảo qua măng chua, tí cho vào nồi to kia. Đấy, tí cho vào nồi này. À, canh măng chua. Đấy. Cá ở đây này. Đồng hàng hối muốn chạy quân. Cá suối đây này. Hôm qua anh Thắng mua. Đồng hàng mà. Đồng hàng nướng hả? Thịt lên bản đấy anh à. Đi dày nhá. Đi ngon chưa? Nóng nóng nóng. lợn bản mà phải thái miếng to, hai miếng bé người ta bảo kiệt sỉ. Đấy. Nhìn chú ước thái quá là vất vả, vãi cả mồ hôi. Lấy cái quả sang đây cho nó mát. Quả này mà chú quả mà quá. Quả này mà chú uống là hay khi được nhiều lắm đây. Thái thịt phải thái miếng to. Thái miếng bé anh Thắng bảo kiệt sỉ. Thế là chú phải thái miếng to. Anh Thắng đâu không vào ạ? À? Có chứ. Anh đi làm bên kia ạ? À? Ờ anh Thắng đi Anh Thắng là nhân vật chính mà không vào nữa. Thế sáng nay vào thấy? Có mà. Đây là toàn đệ tử của Thắng thôi. Thắng là nhân vật chính. Vào
đệ thử quay phim và đệ thử lái xe. Đấy. Giới thiệu với chị đây là anh Thích Thanh Sự. Thầy có nhiều mang cả là lái xe. Em cũng là lái xe nhưng em là lái xe máy. Kể cả chú Ước vẫn lái được ô tô. Khi nào bí là thấy suốt ngày quay lên đài truyền hình, nghĩ là mấy chú đi quay phải không? Vâng. Ui, không khi nào tên là điện thoại ấy. Cái này thì mang lên trên kia sao nhỉ? Lòng vịt em lên xuống đây rồi. Thế thì thái luôn ở đây xong là xào luôn ở đây cũng được. Hay là xào lên trên kia cũng được. Bởi vì ở đây bếp là đang chật. Chị cho lợn ăn à? Ra xem tí nhỉ. Đấy em nhìn ngó qua rồi. Lợn kia vừa đẻ à chị? À đấy, nó bảo đoán hơn chục ngày. Đây có hai con. Nhà chị là phát triển kinh tế là mạnh đấy nhờ. Nhất thôn đấy. Làm người mấy con. Đàn kia mới chắc tầm 2 tháng là xuất được nhờ. Hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng à? Ở đây bán bao tiền một cân rồi? Ngoài thì hơn được 230 cân đấy. Năm nay này. 230 à? Bây giờ nó lại xuống. Chị không có con nái bên kia ăn à? 230.000 một cân lợn giống này. Đây này. Đây lợn nái nhà chị này, vừa đẻ xong và đẻ hơn chục ngày. Chị bảo là hơn 2 tháng thì mới bán được này. Hai con này đang ăn. Đấy, trên này toàn cho ăn bột ngô với cả cây chuối nhờ chị nhờ. Nấu cám lợn toàn bằng cây chuối với cả bột ngô. Đun lên đây. Lên đây. Măng với chị đảo qua rồi nhờ. Đảo. Cho măng vào đây. Để làm canh măng chua. Quay xe lại lùi từ đây vào đây này. Lùi từ đây vào. Bà con nghỉ hết rồi nhỉ? Cơ bún chín hết rồi. Phải lùi vào. Không có chỗ quay đầu. Măng chua đảo rồi trông cho vào con nồi canh luôn. Dưa là có cái là tham gia là. Đông người nên là cho canh vào hơi nhiều tí. Cái nước là không lấy à chị? Không ạ. À cho thế chị đổ luôn ý. Đấy. Phó chủ tịch chính người ta không nhỉ? Em tưởng là không lấy nước. Có chứ. Hả? Em phó chủ tịch người ta quay. Bắt rau ấy. Cá đổ luôn trực tiếp luôn. Ui dồi. Hoành tráng quá. Thế mới phải ẩm thực nhờ. Ẩm thực ấy. Đây gọi là ẩm thực đồng bào. Bây giờ cho vào này đun sôi vắt là được à chị? Vâng, đun sôi cứ nấu cho nó một tí chín là được. Vâng. Bây giờ không đảo đâu nhá, đảo lên nó nát ngay. Nó kèm ra. Bây giờ cứ đun sôi lên là được. Muối này. Muối cho bằng thìa luôn. Ẩm thực đồng bào. Chị ơi. Cái này đấy các. Mình chính thì cho vào sau chứ. Nhá. Đã chút. Đấy bây giờ đun sôi vắt là được nhá, mọi người nhá. Cá này thì không đảo qua thì nó lại nát. Nên là lúc nào nó sôi lên phát là mình nhấc xuống luôn. Vịt béo nhờ. Không cháu. Ở nhà thằng này đưa làm cái tôm ạ.
Đây là đũa xào với cái lòng, lòng mề của vịt nhá. Chắc được rồi anh nhỉ? Ui thơm thế. Để vào đây tí múc lên. Đây là thịt sốt cà chua cho cả đậu vào luôn. Làm thành một nồi to luôn, cái chảo to luôn này. Nồi cơm à chị? Lấy lên trên cái múc kìa. Mày bắt đĩa làm đĩa tất cả nào. Món này nữa là xong rồi nhỉ? Thế rồi. Xong xuôi hết rồi. Bây giờ chỉ đợi món này nữa là xong. Bê lên trên kia bầy mâm rồi. Thôi nhá, bây giờ mình cũng xin tạm dừng video tại đây nhá. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, 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 em hộ nhớt cho. Em hộ nhớt luôn. Lưu mà lo nó nhớ này. Y quá yên quá yên 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 chặt bao mình ha. Được, hết mâm rồi. Gì lẽ đưa về nào nhà á? Hiệu cả bắt kia luôn tại gì ở bên ngoài gì cả. Ở mà nhiều gì lẽ?